1, 2, 3
chị ơi. Chị Diễm Ly anh Tùng sẽ lo về sáng tạo, về dự án, về chủ tịch. Wow. Rất là quý, rất là có nghị nghiệp này lắm. Đúng rồi, cái này anh này lời mời lắm đó. Đồ bơi, xíu là anh chị. Rồi chết lại rồi. 1, 2, 3. Rồi. Mấy giờ chụp mời? Thank you.
Thank you.
chứng minh cho em nào. Thực ra thì cuộc thi Hoa hậu trái đất thế giới là cuộc thi chúng tôi sẽ tổ chức gần nhất vào 2023 từ các nước, và để tập trung để về Việt Nam năm 2023 thì đối tác của chúng tôi cũng đã ready và chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón. Có những cái công ty giải trí của riêng mình và cũng là một người doanh nhân cũng linh cũng hoạt động trong một số lĩnh vực. Thực ra khi mà đầu quân cho Nova Entertainment anh động, và nếu như mà Tùng làm được điều đó thì xem như Tùng đã hoàn thành vai trò của mình đối với Nova Entertainment. Còn đối với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam thì Tùng tin rằng là chỉ sớm thôi, như chị Ly vừa nói, vào 8 tháng 3 chúng tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ nữa để khoe với quý vị là chúng tôi sẽ làm gì với cuộc thi này để đảm bảo là nó xứng đáng với tình yêu cũng như là sự tin tưởng mà quý vị dành cho Nova Entertainment. Để trả lời câu hỏi của bạn á, thì đúng là Ngọc Ánh trong cái thời kỳ mà dịch thì Ngọc Ánh còn hai dự án, đó là dự án Hương Nga và dự án Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng thì vẫn đang trên đường, là đang trên quá trình là làm việc với một đạo diễn ở nước ngoài và một đạo diễn Việt Nam để mà sản xuất cái bộ phim đó. Bộ phim đó là một bộ phim mà có thể là nói dài hơi và không thể nhanh được, bởi vì Trưng Vương thì không thể nhanh được. Còn bộ phim Hương Nga thì chắc chắn là Nova Entertainment sẽ là đơn vị sản xuất. Đó là giải tỏa cái câu hỏi của bạn nhé. Còn cái thứ hai là cái tiêu chí bây giờ thì mọi người nói là đang phong trào là làm những cái bộ phim gọi là bộ phim series. Thì thưa với các bạn là bộ phim series của chúng tôi thì cũng đã có những cái đơn đặt hàng và những cái lời ngỏ mua của các cái đối tác. Hello, I'd like to invite everybody to come on stage for saving this moment for a photo together. Mời quý vị sẽ cùng đến lần sân khấu ngày hôm nay để chụp một tấm hình lưu niệm với ban tổ chức, với ban lãnh đạo của Nova. Đeo băng đô rồi. Em bị đụng máu.
thì sẽ không đến là